Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Và sau bản tin chính, cảm ơn quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Thiếu nữ gốc Việt ở Santa Ana, California được tặng huân chương vì cứu bạn suýt chết đuối. Theo một cuộc nghiên cứu, bệnh nhân sống thọ hơn nếu được nữ bác sĩ điều trị hung thủ sát hại cô gái gốc Việt giả mang bị truy tố thêm tội ấu dâm. Sơ soạn một bé gái đang đi học về ở Burbank, California, một người đàn ông vô gia cư bị bắt. Mò kim loại dưới nước, bất ngờ tìm được bằng chứng vụ giết người vào năm 2015 ở Georgia. Chương trình tái chế nệm cũ miễn phí cho người dân California. Thành phố Costa Mesa của Orange County bắt buộc xây nhà giá rẻ các cuộc biểu tình chống Israel tại Đại học Texas ở Austin trở nên hỗn loạn. Hạ viện Arizona thông qua dự luật hủy lệnh cấm phá thai nghiêm ngặt. Thống đốc California Gavin Newsom muốn cho phép các bác sĩ ở Arizona thực hiện dịch vụ phá thai ở California. Các hãng hàng không của Hoa Kỳ sẽ phải hoàn tiền nếu hủy và hoãn chuyến bay. Đội trực thăng 6 tỷ đô la không thể chở Tổng thống Biden vì làm trái cỏ tòa Bạch Ốc. Cựu tổng thống Donald Trump kêu gọi cách chức nhiều thẩm phán trước quyết định cấm phát ngôn. TikTok tự tin thắng kiện chính phủ Hoa Kỳ sau lệnh cấm. Thủ tướng Tây Ban Nha bất ngờ xin nghỉ phép. Nhóm vũ trang Houthi tuyên bố tấn công hai tàu của Hoa Kỳ. Mexico là nhà vô địch về sản xuất fentanyl, người đứng đầu cơ quan thám tử quốc gia này cho biết. Phi trường Paris, Charles de Gaulle công bố hệ thống giải quyết hành lý mới trước Thế vận hội một tòa án Nga ra lệnh tịch thu tiền trong các tài khoản ngân hàng JP Morgan Chase ở quốc gia này. Thủ tướng Sô tuyên bố Đức không chấp nhận hoạt động gián điệp sau khi gián điệp Trung Quốc bị bắt. Tàu đổ bộ của Nhật Bản sống sót thần kỳ sau ba đêm giá lạnh trên mặt trăng. Trung Quốc tức giận sau khi Quốc hội Mỹ đồng ý dự luật viện trợ cho Đài Loan. Trên Việt Nam, ông Trần Quý Thanh, chủ Tân Hiệp Phát, bị đề nghị 9 đến 10 năm tù. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, thiếu nữ gốc Việt ở Santa Ana, California được tặng huân chương vì cứu bạn suýt chết đuối. Một thiếu nữ gốc Việt đã được thành phố Santa Ana tặng huân chương theo ABC7 ngày thứ Tư 24 tháng 4. Em Ivy Nguyễn, 15 tuổi, là hướng đạo sinh của Orange County, đã được tặng huân chương danh dự tại cuộc họp hội đồng thành phố Santa Ana vào ngày thứ Ba tuần trước vì đã nhanh trí và dùng kỹ năng cấp cứu học được để cứu em Brandon Vũ, 15 tuổi, vào tháng 6 năm ngoái. Lúc đó em Ivy đang dự tiệc bên hồ bơi thì thấy em Brandon bơi lâu quá mà không nổi lên. Bạn Brandon muốn thử xem bạn có thể nín thở để mà bơi hết hồ hay không, Ivy kể. Rồi em nhìn xuống hồ và thấy bạn có vẻ như bất tỉnh. Em nắm tay bạn kéo lên và thấy môi bạn tím ngắt. Ivy cho biết em đã dùng kỹ năng sơ cứu của nữ hướng đạo sinh để hô hấp nhân tạo cho em brandon cho tới khi xe cứu thương đến lúc bạn hái miệng thở em mừng quá chúng em để để bạn nằm nghiêng vì không muốn nước tràn vào phổi của bạn iv kể sau sự việc này brandon đã kêu gọi mọi người hãy học cách sơ cứu em nghĩ là chúng ta nên học thậm chí có học rồi nhưng áp dụng trên thực tế là một chuyện khác không có nhiều người đủ can đảm làm như bạn iv đã làm cho em brandon cho hay ngoài huân chương danh dự iv còn được thành phố santana tặng bằng tưởng lục vì hành động dũng cảm theo một cuộc nghiên cứu bệnh nhân sống thọ hơn nếu được nữ bác sĩ điều trị tỷ lệ chết ở bệnh nhân do nữ bác sĩ chăm sóc thấp hơn do nam bác sĩ chăm sóc theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine, bệnh nhân được nữ bác sĩ điều trị có tỷ lệ tử vong và tái nhập viện thấp hơn so với bệnh nhân do các bác sĩ nam điều trị. Các bác sĩ nữ chỉ chiếm 37% số bác sĩ ở Hoa Kỳ. Đối với nghiên cứu này, bác sĩ Suzuki Sugawa, phó giáo sư y khoa tại Đại học California Los Angeles, UCOA đã cùng các đồng nghiệp của mình xem xét các tờ khai Medicare được đưa ra từ năm 2016 đến năm 2019, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nữ được bác sĩ nữ điều trị là 8,15% so với 8,38% khi được điều trị bằng nam bác sĩ. Tỷ lệ tử vong là 10,15% ở nam giới khi được điều trị bởi nữ bác sĩ so với 10,23% được điều trị bởi nam bác sĩ. Theo Medical News Today, nghiên cứu bao gồm khoảng 485.100 bệnh nhân nữ và 318.800 bệnh nhân nam. Hung thủ sát hại cô gái gốc Việt giả mang bị truy tố thêm tội ấu dâm. Ngày 11 tháng 4, Bộ Thẩm đoàn ở Bakersfield đã xét xử Daniel Gunnarsson, người đang thụ án tù chung thân vì tội sát hại cô gái gốc Việt giả mang, Catherine Phạm Bằng Rìu, buộc tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong một vụ án mới. Thẩm phán xác định có đủ bằng chứng để vụ án chống lại Daniel Gunnarsson, 24 tuổi, được tiến hành, theo hồ sơ tòa án. Hắn ta bị buộc tội vào cuối năm ngoái. Daniel Gunnarsson, 24 tuổi, phải đối mặt với chín tội danh nghiêm trọng liên quan đến tội ấu dâm. Hắn ta bị buộc tội 4 tội quan hệ tình dục, bằng miệng với một đứa trẻ dưới 10 tuổi, 4 tội danh có hành vi dâm ô và ẩu dâm với một đứa trẻ dưới 14 tuổi và một tội sở hữu 600 hình ảnh trở lên về tình dục của trẻ vị thành niên. Theo bản tuyên bố về nguyên nhân có thể xảy ra do cảnh sát Bakersfield đệ trình lên tòa án thượng thẩm quận Kern, Gunnarsson đã tấn công tình dục một cô gái trẻ từ năm 2016 cho tới khi hắn ta vào tù vào năm 2021. Theo báo cáo của cảnh sát, cô gái nói với nhà điều tra rằng Gunnarsson đã đụng chạm tình dục cô ấy, nhưng hắn ta nói chưa bao giờ làm như vậy. Gunnarsson được đại diện bởi phó luật sư công Christian Tavides và công tố viên trong vụ án này là phó biện lý quận Samantha Allen. Allen cũng là công tố viên trong vụ án sát hại Catherine của Gunnarsson vào tháng 10 năm 2023. Ganasson bị kết án 25 năm tù đến chung thân vì sát hại bạn gái Catherine Phạm vào ngày 18 tháng 5 năm 2021 bằng cách dùng rìu phá băng đập vào đầu cô và làm cho cơ thể cô biến dạng. Hắn đã hẹn hò với Catherine, 21 tuổi, khoảng một tháng trước khi giết cô trong gara tại nhà cha dượng trên đại lộ Skylark. Sau khi giết Catherine, Ganasson đã lạm dụng tình dục thi thể của cô gái. Theo một bản tin từ quận Kern vào ngày 18 tháng 5 năm 2021, các thợ sơn đang trang trí lại ngôi nhà ở Ridgecrest của cha dưỡng Gunnarsson ở thung lũng trung tâm của California đã mở garage và nhìn thấy Gunnarsson đang đứng trên thang trong garage bên cạnh thi thể của Catherine đầy máu và bị lột gần hết quần áo nằm trên tấm trải nệm trên sàn nhà để xe. Họ đã gọi giúp đỡ và chính quyền đã đến bắt giữ hắn ta kennason và bạn gái là catherine quen nhau một tháng trước khi vụ xảy ra án mạng vụ giết người khủng khiếp xảy ra một ngày sau khi cả hai tranh cãi vào đêm trước theo điều tra cho biết trước đó kennason đã trở nên tức giận sau khi nhìn thấy một người đàn ông khác tại căn nhà của catherine sau đó hắn ta đã có ý định tự tử và lái xe liều lĩnh và đã gọi cho cô bằng một cái tên thô lỗ trong một cuộc điện thoại bị cha dưỡng thúc giục xin lỗi, kinh gọi điện cho cô phạm vào sáng hôm sau. hắn ta sau đó đã xin lỗi, thảo luận về mối quan hệ của hắn ta với cô qua điện thoại. công tố viên Samantha Olin cho biết, sau khi hứa sửa đổi, hắn ta đề nghị chở cô đi làm. hắn tới đón cô tại ngôi nhà của cô, rồi đưa cô về nơi ở của cha dưỡng tại dãy nhà 900 đại lộ Skylark ở Ridgecrest. Sau đó, anh ta đã dụ cô vào garage và đập cô vào đầu bằng một chiếc rìu phá băng. Theo văn phòng biện lý, những người thợ sơn đang làm việc trong nhà ở Ritzcrest nghe thấy tiếng một người phụ nữ la hét, sau đó là tiếng sáo trộn đồ đạc. Khoảng một tiếng sau, những người thợ sơn mở cửa garage để tiếp tục công việc thì đã phát hiện cảnh tượng kinh hoàng này. Carson đã bị bắt giữ tại chỗ, với tình trạng quần áo của anh ta thấm đẫm máu, dính đầy vào tay, vào cổ Kernasen đã hành động kỳ quặc khi nói chuyện với các nhà điều tra, nhưng họ cho rằng hắn ta đang đóng kịch. Cuộc điều tra cũng cho thấy Kernasen đã đeo găng tay được tìm thấy tại hiện trường, nhặt một cây búa dài 24 inch và đánh cô Phạm ít nhất là 10 nhát. Kernasen sẽ phải trở lại tòa án để sẵn sàng lấy lời khai vào ngày 17 tháng 5 và phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn của anh ta sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 5 vì anh ta đang chấp hành bản án tù khác nên Kernasen không được tại ngoại sờ soạn một bé gái đang đi học về ở Burbank, California, một người đàn ông vô gia cư bị bắt. Ông vô gia cư 42 tuổi bị bắt và truy tố vì tấn công tình dục bé gái 13 tuổi khi cô đang đi học về. Cảnh sát cho biết ngày thứ Ba 23 tháng 4, vụ tấn công xảy ra khoảng 3 giờ 45 phút chiều thứ Sáu tuần trước. Sở cảnh sát Burbank BPD ra thông cáo cho hay, nạn nhân đang đi bộ về nhà thì nghi can đến gần, nói lời tục tiểu, rồi thò tay dưới quần bớt mông cô bé. BPD cho biết khi cảnh sát đến hiện trường, nạn nhân mô tả nghi can và cho hay cô bé nhìn thấy nghi can lần cuối ở nơi nào. Không lâu sau thì cảnh sát đã tìm thấy nghi can là ông Tyron Delmar, cách đó không xa và bắt giữ ông ta. Sau khi xem xét sự việc vào hôm thứ Ba, viện lý Cục của Los Angeles County đã truy tố nghi can Delmar tội đại hình dâm ô trẻ em dưới 14 tuổi và tội tiểu hình quấy nhiễu trẻ em bị cáo Delmar đã phải ra tòa và tới ngày thứ ba vẫn bị giam giữ. Tiền thế chân tại ngoại là 100.000 đô la, theo PPD. Mò kim loại dưới nước bất ngờ tìm được bằng chứng vụ giết người vào năm 2015 ở Georgia. Một người lấy 500 để câu các vật thể kim loại ở một con lạch tại tiểu bang Georgia và vớt được một khẩu súng trường cùng một số đồ đạc bị thất lạc của hai vợ chồng bị sát hại trong cùng khu vực này hơn 9 năm trước. Các viên chức cho biết, CBS News đã đưa tin. Cơ quan điều tra Georgia GBI cho biết, bằng lái xe, thẻ tín dụng và các vật dụng khác được vớt lên từ lạch Horse Creek ở vùng nông thôn quận Telfair là bằng chứng mới trong một vụ án giết người vẫn đang chờ xét xử. GBI đã thông báo vụ việc vào thứ Hai 22 tháng 4. Một người ẩn danh quay lại địa điểm đó hai ngày sau và tìm thấy một vài thứ khác, một cái túi đựng điện thoại di động, hai cái bằng lái xe và thẻ tín dụng. FBI cho biết bằng lái xe và thẻ tín dụng là của Bert và June Rujin, hai vợ chồng bị cướp và bắn chết trước khi thi thể của họ được phát giác trên một con đường trong quận vào tháng 1 năm 2015. Các nhà điều tra cho biết vào thời điểm đó, thi thể của họ và chiếc xe của hai vợ chồng lái được tìm thấy ở ba chỗ khác nhau. Đài WMAG TV đưa tin, cảnh sát cho biết Bert và John Runyon đến từ Marietta, miền bắc của Atlanta, lái xe 3 tiếng tới quận Telfair để gặp gỡ một người bán cho Bert một chiếc xe Mustang đời 1966. Vài ngày sau từ các nhà điều tra bắt giữ Ronnie Adrian J. Towns với tội danh cướp có vũ trang và giết người. Các nhà điều tra cho biết, Towns đã dụ vợ chồng Ronan tới quận Telfair bằng cách trả lời một quảng cáo trực tuyến mà Bud Ronan, 69 tuổi, đăng lên để tìm một chiếc xe hơi cổ mặc dù Towns không có chiếc xe nào như Bud cần tìm. Tòa án Georgia bác bỏ bản cáo trạng đầu tiên của Charles vì trục trặc khi chọn đại bộ thẩm đoàn. Một cuộc chiến pháp lý kéo dài kết thúc năm 2019, lúc đầu có sự chậm trễ vì có hơn 16 người được thấy là làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn trong số 50 người được triệu tập. Tại thời điểm, các công tố viên đệ trình vụ án lên một đại bộ thẩm đoàn. Tao bị truy tố lần thứ hai về vụ giết người năm 2020 và vụ án lại bị ngưng do đại dịch COVID-19. Tao không thú nhận tội lỗi. Tiến trình tố tụng tại tòa án cũng có thể chậm lại do quyết định của các công tố viên nhằm tìm kiếm án tử hình, vốn đòi hỏi các quy trình pháp lý trước khi xét xử. Luật sư bào chữa của Tao là Franklin Hawk không lập tức trả lời các tin nhắn điện thoại và yêu cầu bình luận vào thứ ba. Các công tố viên đang chuẩn bị cho phiên tòa xét xử thao bắt đầu ngay sau tháng 8, mặc dù chưa ấn định ngày nào. Biện lý quận Tim Vals thuộc cơ quan tư pháp O'Connor đảm trách luôn cả địa phận quận Telfair cho biết, ông nói các bằng chứng vừa được phát giác sẽ rất hữu ích, và cho biết khẩu súng trường vớt được từ con lạch có cùng cỡ nồng với khẩu súng sát hại hai vợ chồng. Mặc dù các nhà điều tra vẫn đang cố gắng xác định xem liệu có phải là vũ khí được dùng trong vụ án hay không đồ vật được tìm thấy trong con lạch cũng làm các nhà điều tra phải xin cho bằng được một lệnh lục soát một căn nhà ở quận Telfair, nơi họ tìm thấy thêm bằng chứng. Chương trình tái chế nệm cũ miễn phí cho người dân California mua một tấm nệm mới có thể giúp chúng ta có giấc ngủ ngon hơn và giảm bớt chứng đau lưng và đau cổ tái phát nhưng phải làm gì với chiếc nệm cũ đã qua sử dụng và không cần thiết của mình nhân ngày trái đất các quan chức của california nhắc nhở người dân về một chương trình miễn phí cho phép họ loại bỏ những tấm nệm cũ để tái chế thay vì vứt chúng vào các bãi rác hoặc đổ trái phép ở góc phố các quan chức cho biết có tới 75% nệm đã qua sử dụng có thể được tái chế và sử dụng trong các sản phẩm khác như đệm thảm, vật liệu cách nhiệt, cốt thép và lớp phủ cảnh quan. Người dân California có một số lựa chọn để tái chế nệm cũ miễn phí thông qua chương trình Bye Bye Mattress của Hội đồng tái chế nệm. Hội đồng tái chế nệm là một tổ chức phi lợi nhuận được tiểu bang California giao nhiệm vụ giải quyết và điều phối việc tái chế nệm. Đây là những việc cần làm với một tấm nệm cũ nếu bạn là cư dân của California. Kêu nhà bán lẻ thu hồi lại. Luật California yêu cầu bất cứ nhà bán lẻ nào cung cấp dịch vụ giao nệm đã mua cũng phải đề nghị mang đi một chiếc cũ mà không tính thêm phí. Điều này cũng áp dụng cho việc mua hàng trực tuyến. Thứ hai là địa điểm drop-off. Có hơn 230 địa điểm miễn phí trên khắp California, nơi cư dân có thể gửi lại tấm nệm hoặc box ring không dùng nữa chương trình Bye Bye Mattress nhận tấm nệm từ những người thu gom rác thải, nhặt những đồ giật cồng kềnh ở lề đường. Những người muốn bỏ nệm phải vào một thư mục trực tuyến để lấy hẹn. Không phải tất cả những người thu gom rác thải đều tham gia chương trình, nhưng nhiều người vẫn cung cấp ít nhất một lần thu gom rác lớn miễn phí mỗi năm. Những người sử dụng dịch vụ nhận lại của nhà bán lẻ được khuyến khích kết hợp với nhà cung cấp nệm của họ trước khi giao hàng các địa điểm drop-off và thư mục thu gom bên lề đường có thể được tìm thấy trực tuyến ở website của Bye Bye Matrix. Hội đồng tái chế nệm đã thu thập hơn 11 triệu tấm nệm không mong muốn để tái chế kể từ khi chương trình bắt đầu ở tiểu bang vào năm 2016. Năm ngoái, thì hơn 99% người dân California đã có được chương trình này và gần 80% tổng số nệm bỏ đi đã được thu hồi từ các bãi chôm lắp theo Cal Recycle. Chương trình Bye Bye Mattress cũng có sẵn ở Connecticut và Rhode Island. Thành phố Costa Mesa của Orange County bắt buộc xây nhà giá rẻ. Costa Mesa là thành phố mới nhất ở Orange County bắt buộc nhà đầu tư địa ốc xây nhà giá rẻ, nếu không phải đóng phí theo quy định nhà ở cho người lợi tức thấp của thành phố. Voice of OC đưa tin ngày thứ Tư 24 tháng 4. Các nhà hoạt động gia cư Costa Mesa cho rằng quy định này sẽ giúp tạo ra nhà ở giá rẻ, từ lâu, họ kêu gọi áp dụng quy định này khắp Orange County, quận hạt thuộc California, tiểu bang có giá nhà mắc nhất cả quốc gia. Theo quy định mới của Costa Mesa, dự án nhà ở gồm 50 căn nhà trở lên phải dành 10% căn cho gia đình lợi tức thấp hoặc 5% cho gia đình lợi tức rất thấp. Thời gian qua hầu hết thành phố ở Orange County đều tránh ban hành quy định tương tự. Một số thành phố vừa hoài nghi quy định này không hiệu quả, vừa lo sợ không thu hút được nhà đầu tư. Thành phố Anaheim tới nay vẫn bắt bỏ lời kêu gọi bắt buộc xây nhà giá rẻ. Và năm ngoái, nhóm điều tra viên độc lập cáo buộc giới lãnh đạo thành phố này thiên vị nhà đầu tư. Nếu là nhà đầu tư, tôi cảm thấy đó là rào cản cho xây dựng. Bà Natalie Rubakava, nghị viên của Anaheim đã phát biểu tại cuộc họp hội đồng thành phố vào tháng trước. Ông Chip Askew, phát ngôn viên của Hiệp hội Chung cư Orange County cho rằng, muốn quy định như thế này có hiệu quả phải lấy ý kiến của các nhà đầu tư. Họ lấy ý kiến của những người thực sự nghĩ ra dự án và tìm kinh phí cho dự án thì mới ổn. Ông Askew đã trả lời phỏng vấn của Voice of OC qua điện thoại. Chúng tôi cũng cho rằng nếu là chương trình tự nguyện, quy định này sẽ xây dựng được nhiều căn nhà hơn so với bắt buộc. Ông cho biết thêm Costa Mesa ban hành quy định này giữa lúc tiểu bang California đang gia tăng bắt buộc giới chức địa phương xây thêm 180.000 căn nhà, trong đó có 75.000 căn nhà phải dành cho gia đình lợi tức thấp. Giới chức dân cử khắp Orange County phản đối hai con số đó cho là phi thực tế. Trong khi đó, nhiều thành phố khắp California đang áp dụng quy định nhà ở cho người lợi tức thấp nhằm cố gắng đạt được chỉ tiêu do tiểu bang ấn định. Theo dữ liệu của Liên minh Nhà ở Nông thôn California và Đại học UC Davis, hiện có hơn 140 chương trình nhà ở cho người lợi tức thấp đang được tiến hành khắp California. Trước Costa Mesa, Orange County chỉ có một số thành phố bao gồm Brea, Huntington Beach, Irvine, Santa Ana, San Clemente, Laguna Beach, San Juan Capistrano, La Habra và Laguna Woods bắt buộc nhà đầu tư phải xây nhà giá rẻ. Các cuộc biểu tình chống Israel tại Đại học Texas ở Austin trở nên hỗn loạn. Hơn 100 người biểu tình tập trung trong khuôn viên trường Đại học Texas ở Austin vào ngày thứ tư tham gia một cuộc biểu tình chống lại Israel các cuộc biểu tình ồn ào thu hút hàng trăm người đến xem, một số người trong số họ đã tham gia vào các bài hát chống Israel trên bãi cỏ phía nam của trường học. Trường Đại học Texas ở Austin là một trong nhiều trường đại học của Hoa Kỳ nơi các cuộc biểu tình chống Israel ngày càng gia tăng trong những ngày gần đây khi cuộc chiến của Israel chống lại Hamas vẫn tiếp diễn ở Trung Đông sở cảnh sát austin apd và bộ an toàn công cộng texas dps đã quan sát thấy đang thực hiện các vụ bắt giữ một số cảnh sát theo dõi các cuộc biểu tình trên lưng ngựa apd kkk itf tất cả đều giống nhau nhóm người biểu tình hô vang người biểu tình còn la lớn rằng đồ con lợn hãy về nhà đi đối với các nhân viên thực thi pháp luật texas tại hiện trường những người biểu tình mặc Kefia cố gắng dựng một vài liều nhưng đã nhanh chóng bị cảnh sát ngăn cản. DPS sau đó nói với đài Fox News rằng họ đã thực hiện hơn 20 vụ bắt giữ. Chính quyền nói rằng các vụ bắt giữ được thực hiện để ngăn chặn bất cứ cuộc tụ họp bất hợp pháp nào và giúp đỡ cảnh sát của trường đại học duy trì hòa bình bằng cách bắt giữ bất cứ ai tham gia vào bất cứ loại hoạt động tội phạm nào, bao gồm cả tội phạm xâm phạm. Trên S thì thống đốc đảng Cộng hòa Red Abbott đã tố cáo các cuộc biểu tình là vô luật pháp và chống do Thái. Ông viết rằng những người biểu tình này phải ngồi tù, chủ nghĩa bài do Thái sẽ không được dung thứ ở Texas. Chấm hết. Sinh viên tham gia cuộc biểu tình chống do Thái đệ thù hận tại bất cứ trường cao đẳng hoặc đại học công lập nào ở Texas nên bị đuổi học. Ngôi trường đã nói với Fox News rằng họ không dung thứ cho những cuộc biểu tình gây rối. Tuyên bố viết, Trường Đại học Austin không chấp nhận sự gián đoạn trong các hoạt động hoặc hoạt động của trường như chúng ta đã thấy ở các trường khác. Đây là thời điểm quan trọng trong học kỳ của chúng tôi và các sinh viên kết thúc lớp học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Và chúng tôi sẽ hành động để việc này không bị gián đoạn. Hạ viện Arizona thông qua dự luật hủy lệnh cấm phá thai nghiêm ngặt. Lần thứ ba bỏ phiếu trong vòng 3 tuần, Hạ viện Arizona vào thứ Tư 24 tháng 4 thông qua dự luật hủy lệnh cấm phá thai gần như tuyệt đối có từ cách đây 160 năm của tiểu bang, theo NBC News. Sự việc này xảy ra sau 2 tuần tối cao pháp viện Arizona phục hồi lệnh cấm phá thai có từ năm 1864. Theo đó, bất cứ ai phá thai hoặc giúp phụ nữ phá thai có thể bị truy tố tội đại hình và ngồi tù từ 2 đến 5 năm. Lệnh cấm này chỉ miễn trừ trường hợp cứu tính mạng cho người mang thai. Sau thủ tục bỏ phiếu lòng vòng vào suốt buổi trưa ngày thứ Tư, ba dân biểu đảng Cộng Hòa cùng với phía Đảng Dân Chủ ở Hạ viện Arizona ủng hộ hủy lệnh cấm từ thời nội chiến này. Và tuần trước, Thượng viện Arizona, nơi đảng Cộng Hòa nắm thế đa số mong manh, bỏ phiếu ủng hộ đề nghị đưa ra dự luật hủy lệnh cấm này. Hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cùng với toàn bộ thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu thuận. Thượng viện Arizona sẽ bỏ phiếu cho dự luật này ngay thứ tư tuần tới, và có thể sẽ thông qua. Nguồn tin ở Arizona cho biết, một khi Thượng viện thông qua, bà Katie Hoff thuộc đảng Dân chủ là thống đốc Arizona chắc chắn sẽ ký nhanh chóng. Phe ủng hộ quyền phá thai và phía đảng Dân chủ hoan nghênh kết quả bỏ phiếu ở Hạ viện Arizona vào ngày thứ tư. Vậy là tốt, bà Corrine Trempier là phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nhận xét về kết quả bỏ phiếu. Chúng ta đang đi đúng hướng. Cuộc bỏ phiếu ngày thứ tư là cuộc bỏ phiếu thứ ba cho dự luật này ở Hạ viện Arizona từ khi tối cao pháp viện tiểu bang ngày 9 tháng 4 ra phán quyết tán thành lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn. Thống đốc California Gavin Newsom muốn cho phép các bác sĩ ở Arizona thực hiện dịch vụ phá thai ở California. Những bác sĩ ở Arizona có thể cho bệnh nhân của họ phá thai ở California, theo một đề nghị được Thống đốc Gavin Newsom công bố vào ngày thứ Tư, nếu như lệnh cấm phá thai vẫn có ở tiểu bang Arizona. Nó sẽ chỉ áp dụng cho các bác sĩ được cấp giấy phép có uy tín ở Arizona và bệnh nhân của họ và chỉ kéo dài đến cuối tháng 11. Ông Newsom cho biết việc bảo vệ quyền được phá thai chỉ là sự lịch sự căn bản và tôn trọng phụ nữ và trẻ em gái. Ông nói, luật của Arizona là luật biên giới đầu tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiểu bang California, thay vì chỉ thừa nhận số phận và tương lai đó, chúng tôi đang cố gắng vượt qua luật này. Ông Newsom đã tham gia nhóm phụ nữ lập pháp California và những người ủng hộ để công bố đề nghị này, các nhà lập pháp gọi luật Arizona là hà khắc và cho biết California có nghĩa vụ phải tham gia Dự luật sẽ cần phải được thông qua với 2 phần 3 số phiếu tại mỗi viện của cơ quan lập pháp trước khi đến bàn của ông Newsom. Sau khi ông ký nó, nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Các hãng hàng không của Hoa Kỳ sẽ phải hoàn tiền nếu hủy và hoãn chuyến bay. Chính quyền vừa mới ra quy định ngày thứ Tư 24 tháng 4 buộc các hãng hàng không tự động hoàn tiền cho hành khách khi chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, đồng thời nêu rõ lệ phí hành lý hoặc khi hủy vé. Thông tấn xã AP đưa tin, Bộ Giao thông cho biết, các hãng hàng không sẽ phải trả lại tiền cho hành khách trong vòng vài ngày hủy chuyến bay hoặc khi chuyến bay bị hoãn một thời gian đáng kể. Theo luật hiện hành, các hãng hàng không tự quyết định khoảng thời gian bồi hoàn cho hành khách khi chuyến bay bị hoãn. Chính quyền nay quy định rằng khoảng thời gian đáng kể đình hoãn một chuyến bay là ít nhất 3 tiếng đồng hồ cho các chuyến bay nội địa và 6 tiếng cho các chuyến bay thế giới. Các hãng hàng không vẫn có thể cung cấp một chuyến bay khác hoặc tín dụng để bay lần tới cho hành khách, nhưng hành khách cũng có quyền từ chối nhận. Quy định mới cũng đòi hỏi các hãng hàng không phải trả lại tiền gửi hành lý nếu hành lý không được giao trong vòng 12 tiếng cho các tuyến đi nội địa hoặc 15 cho tới 30 tiếng cho các chuyến bay quốc tế. Hãng hàng không cũng phải bầu hoàn lệ phí chọn chỗ trên chuyến bay hoặc dịch vụ mạng trên net nếu không thể chu cấp cho hành khách bộ giao thông cũng ra quyết định ràng buộc hãng hàng không và đại lý bán vé máy bay công bố rõ ràng những lệ phí tính cho hành lý sách tay hoặc hành lý ký gửi lên máy bay cũng như lệ phí hủy hoặc đổi chuyến bay Hàng không cũng phải thông báo rõ cho hành khách biết rằng họ có một chỗ ngồi bảo đảm trên chuyến bay mà không phải trả thêm đồng nào. Tuy rằng hàng không vẫn có thể tính thêm tiền nếu hành khách ưng chọn chỗ tốt hơn. Hành khách than phiền rất nhiều về các hãng hàng không hủy chuyến bay, nhất là trong thời điểm đại dịch Covid-19. Airlines for America tổ chức đại diện các hãng hàng không lớn ở Hoa Kỳ cho hay từ năm 2020 đến 2023 11 hãng hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ đã hoàn trả 43 tỷ đô la cho hành khách. Tổ chức hàng không này ước tính quy định mới sẽ tiết kiệm cho hành khách hơn 500 triệu đô la mỗi năm. Quy định sẽ lần đầu tiên được áp dụng trong vòng 2 năm tới. Đội trực thăng 6 tỷ đô la không thể chở Tổng thống Biden vì làm trái cỏ tòa bạch ốc. Phi đội trực thăng VH-92A chưa khắc phục được vấn đề khí xả làm cháy thảm cỏ của tòa Bạch Ốc nên không thể phục vụ cho Tổng thống Hoa Kỳ. Truyền thông Hoa Kỳ ngày 23 tháng 4 cho biết phi đội trực thăng VH-92A Patriot vốn được sản xuất làm chuyên cơ chặn ngắn Marine One cho Tổng thống Hoa Kỳ sẽ bị hạ cấp xuống thành đội bay dự phòng, chỉ phục vụ cho quan chức của Tòa Bạch Ốc và nhân viên mật vụ Hoa Kỳ. Phi đội trực thăng vx đời cũ sẽ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ chuyên chở tổng thống Biden từ bãi cỏ phía nam Tòa Bạch Ốc đến những địa điểm gần đó. VX-92A Patriot là dòng phi cơ được phát triển bởi hãng Sikorsky Aircraft thuộc tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin. Dự án này bắt đầu từ năm 2014 dựa trên thiết kế trực thăng vận tải Sikorsky S-92 và được quân sự hóa. Tổng cộng 23 phi cơ được đặt hàng với tổng giá trị 4,7 tỷ đô la vào thời điểm năm 2015 là tương đương hơn 6 tỷ đô la hiện nay. Dòng trực thăng VS-92A thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào tháng 7 năm 2017 trước khi thử nghiệm cất cánh hạ cánh tại bên ngoài tòa Bạch Ốc vào cuối tháng 9 năm 2018. Tình trạng gây trái bãi cỏ tòa Bạch Ốc được phát hiện trong quá trình này buộc nhà sản xuất tìm kiếm phương án khắc phục. Văn phòng Chính phủ Hoa Kỳ GAO hồi giữa năm 2020 nói rằng ngũ giác đài chưa thể đáp ứng yêu cầu bảo đảm những chiếc VS-92A đáp xuống bãi cỏ tòa bạch ốc mà không gây thiệt hại. Luồng nhiệt từ động cơ phụ và khí xạ động cơ chính vẫn phá hoại thảm cỏ trong một số điều kiện nhất định. Dự án vẫn đang nghiên cứu giải pháp, trong đó có thay đổi thiết kế, giải quyết bề mặt cỏ và điều chỉnh quy trình vận hành để hạn chế tối đa nguy cơ khi tiếp đất, GAO đã cho hay. Cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi cách chức nhiều thẩm phán trước quyết định cấm phát ngôn. Nhóm pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump kêu gọi cách chức thẩm phán Juan người đang chủ trì vụ án tiền bịt miệng ở New York. Chúng ta có một thẩm phán gian lận, người đang làm việc cho đảng Dân Chủ và từ chối chấm dứt vụ án này. Vụ việc lẽ ra không bao giờ được đưa ra bởi Surf on Crime Alvin Bragg, cựu tổng thống nói trong một bài đăng trên Truth Social được xuất bản vào ngày thứ Tư. Thẩm phán Merchant nên bị cắt chức ngay lập tức và tòa phúc thẩm phải tiếp quản. Cựu tổng thống cũng chỉ trích thẩm phán Arthur Engelrin ở New York, người chủ trì một vụ kiện gian lận dân sự chống lại cựu tổng thống Donald Trump và thẩm phán Lewis Kaplan, người giám sát phiên tòa xét xử phỉ bán của cựu tổng thống. Trong đó, ông được lệnh phải trả 83,3 triệu đô la cho bà Jane Carroll trong bài đăng. Điều đó cũng áp dụng cho thẩm phán tham nhũng Ann người biết tôi không làm gì sai và vẫn phạt tôi 500 triệu đô la một cách gian lận trong khi không biết gì về định giá tài chính hoặc bất cứ cách nào ông ta đang làm, cựu tổng thống Trump đã nói. Tương tự với thẩm phán Kaplan, người đã cho phép một người phụ nữ mà tôi chưa bao giờ gặp và không biết gì nhận được phán quyết bất hợp pháp trị giá 90 triệu đô la Tư pháp New York đang rơi vào tình trạng hỗn loạn và chỉ có tòa phúc thẩm mới có thể cứu được nó. Đảng Cộng hòa không có cơ hội, đây không phải là công lý. Các công tố viên làm việc tại văn phòng luật sư tại quận Manhattan đã lập luận rằng cựu tổng thống đã vi phạm lệnh cấm phát ngôn của Merchant 10 lần, lệnh này ngăn cản cựu tổng thống tấn công các công tố viên, nhân viên tòa án, nhân chứng và gia đình thẩm phán. Luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đã lập luận rằng thân chủ của ông đang đáp trả các cuộc tấn công chính trị. Vào hôm thứ Ba, thẩm phán Machen cho biết ông sẽ bảo lưu quyết định liên quan đến cáo buộc cấm phát ngôn, nhưng lưu ý với luật sư rằng ông đang mất uy tín sau khi tuyên bố cựu tổng thống Donald Trump rất cẩn thận để không vi phạm lệnh cấm phát ngôn. TikTok tự tin thắng kiện chính phủ Hoa Kỳ sau lệnh cấm. CEO của TikTok ngày 24 tháng 4 tuyên bố TikTok hy vọng sẽ thắng vụ kiện nhằm ngăn chặn dự luật vừa được tổng thống Joe Biden ký thành luật mà ông nói sẽ cấm ứng dụng TikTok vốn đang được 170 triệu người Mỹ sử dụng. "Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không đi đâu cả", CEO Shou Zi Chew của TikTok nói trong một video được đăng ngay sau khi ông Joe Biden ký luật cho công ty Biden có trụ sở tại Trung Quốc 270 ngày để thoái vốn tài sản của TikTok tại Hoa Kỳ, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm. Sự thật và hiến pháp đứng về phía chúng tôi và chúng tôi hy vọng sẽ thắng thế một lần nữa. Thời hạn đặt ra để cho TikTok thoái vốn là ngày 19 tháng 1, 2025, một ngày trước khi nhiệm kỳ của ông Biden hết hạn, nhưng ông có thể gia hạn thêm 3 tháng nếu xác định Biden đang đạt được tiến bộ. Vào năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã bị tòa án ngăn chặn trong cố gắng cấm TikTok và WeChat thuộc sở hữu của Trung Quốc tại Hoa Kỳ. CEO của TikTok nhấn mạnh rằng TikTok sẽ tiếp tục hoạt động trong lúc kiện tụng. Do các nhà lập pháp Hoa Kỳ lo ngại rằng Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của người Mỹ hoặc giám sát họ qua ứng dụng TikTok, dự luật đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua với tỷ lệ áp đảo vào cuối ngày 23 tháng 4. Hạ viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn vào ngày 20 tháng 4. Cuộc chiến kéo dài 4 năm về TikTok là một mặt trận quan trọng trong cuộc chiến về Internet và về kỹ thuật giữa Mỹ và Trung Quốc. Và tuần trước thì công ty Apple cho biết Trung Quốc đã ra lệnh cho họ xóa hai ứng dụng là WhatsApp và Threads của Meta ra khỏi cửa hàng ứng dụng App Store tại Trung Quốc vì lo ngại về an ninh quốc gia của Trung Quốc. TikTok kiện luật mà ông Biden vừa ký trên cơ sở tu chính án thứ nhất và người dùng TikTok cũng sẽ có hành động pháp lý một lần nữa. Một thẩm phán Hoa Kỳ ở Montana vào tháng 11 đã chặn lệnh cấm của tiểu bang đối với TikTok, viện dẫn quyền tự do ngôn luận. Thủ tướng Tây Ban Nha bất ngờ xin nghỉ phép Ngày 24 tháng 4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bất ngờ tuyên bố sẽ tạm ngừng làm việc trong một tuần để suy nghĩ về việc có tiếp tục dẫn dắt chính phủ hay không. Hành động này xảy ra ít tiếng sau khi Tòa án Tây Ban Nha tiến hành điều tra đệ nhất phu nhân Begona Gomez về cáo buộc gian lận kinh doanh. Ông Sanchez cho biết ông sẽ công khai quyết định cuối cùng của mình với truyền thông vào ngày 29 tháng 4. Thủ tướng Tây Ban Nha chia sẻ trên X, tôi cần ngừng lại và suy nghĩ vào lúc nào tôi phải tự hỏi mình những điều này có đáng không. Thú thật tôi cũng không biết rằng mình nên tiếp tục đứng đầu chính phủ hay nhường vinh hạnh này cho người khác. Hiện thì tòa án chưa cung cấp những tin tức cụ thể về cáo buộc chống lại bà Gomez, nhưng do vụ án vẫn ở bước đầu và tài liệu còn bị niêm phong. Ông Sanchez khẳng định tính nghiêm trọng của những hành động công kích hướng vào ông và vợ ông cần sự phản ứng tương xứng. Ông cũng khẳng định cả hai sẽ cộng tác với nhau bên điều tra và bảo vệ sự trong sạch của bà Gomez. Nhóm vũ trang Houthi tuyên bố tấn công hai tàu của Hoa Kỳ Rạng sáng ngày 25 tháng 4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ sencom tuyên bố tàu chiến Hoa Kỳ đã đánh chặn thành công một hỏa tiễn đạn đạo chống hạm ASBM được nhóm vũ trang Houthi khai hỏa từ Yemen. Chiếc ASBM có thể nhắm vào tàu hàng Mers Yorktown mang cờ Hoa Kỳ, ghi danh tại Hoa Kỳ và chở 18 thuyền viên người Mỹ và 4 thuyền viên người Hy Lạp. sencom cho biết, Sancom cũng khẳng định là không có trường hợp hư hại về người và của. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Houthi vào tàu bè đi qua khu vực Hồng Hải trong hơn 2 tuần lễ qua. Thông báo trên được đưa ra ít giờ sau khi Houthi tuyên bố đã tấn công hai tàu Mỹ và một tàu Israel. Khẳng định trên truyền hình, người phát ngôn của Houthi là Yaya Sari xác nhận các mục tiêu bao gồm tàu Mare Yorktown, một khu trục hạm của Mỹ ở Vịnh Aden và tàu MSC, Veracruz của Israel đang ở Ấn Độ Dương. Mexico là nhà vô địch về sản xuất fentanyl, người đứng đầu cơ quan thám tử quốc gia này cho biết. Điều này dường như đi ngược lại với tuyên bố trước đây của Tổng thống Andre Medio Lopez Obrador của Mexico. Lopez Obrador trước đây đã kịch liệt phủ nhận rằng bất cứ fentanyl nào đều được sản xuất ở Mexico và nói rằng các băng đảng Mexico chỉ ép nó thành thuốc hoặc thêm những bước để hoàn tất. Nhưng Felipe D. Jesus Carlo, người đứng đầu cơ quan điều tra tội phạm Mexico, nói rằng kể từ những năm 1990, Mexico đã là quốc gia đứng đầu về sản xuất metafentamin và giờ đây là fentanyl. Ông phát biểu tại hội nghị của Hoa Kỳ và Mexico về ma túy tổng hợp ở Mexico City. Các nhà chuyên môn đồng ý rằng các băng đảng ở Mexico sử dụng tiền chất từ Trung Quốc và Ấn Độ để sản xuất opioid tổng hợp và buôn lậu vào Hoa Kỳ, nơi nó gây ra khoảng 70.000 ca tử vong do sử dụng thuốc quá liều mỗi năm. Mặc dù fentanyl không bị lạm dụng rộng rãi ở Mexico, nhưng tình trạng nghiện methamphetamine vẫn phổ biến. Gallo cho biết các băng đảng ở Mexico đã tiến hành sản xuất methamphetamine với mức độ công nghiệp ở nhiều tiểu bang trong cả quốc gia và hiện đang xuất khẩu ma túy này đi khắp thế giới. Gallo nói, hãy tin tôi, việc sản xuất methamphetamine đã được công nghiệp quá nó không chỉ diễn ra ở vùng núi nữa. Rõ ràng anh ta đang đề cập đến hàng ngàn phòng thí nghiệm ma túy được phát hiện trong những năm trước trên những ngọn đồi và vùng cây bụi xung quanh Culiacan, thủ phủ tư bang Sinaloa phía Bắc. Những địa điểm sản xuất bí mật ở nông thôn đó thường là những phòng thí nghiệm trống trải, ngẫu hứng, được bao phủ bởi những cành cây và bạc. Giờ đây, việc buôn bán ma túy đá đã trở nên sinh lợi và phức tạp đến mức ma túy đá của Mexico được xuất cản đến tận Hồng Kông hoặc là Úc và các băng đảng đã tìm mọi cách để tránh bị phát hiện tiền ma túy của họ. Carlo nói, các mô hình kinh doanh đã trở nên rất sáng tạo hoặc cũ kỹ và lỗi thời như hàng đổi hàng. Tôi sẽ đổi tiền chất của bạn lấy methamphetamine để tránh để lại dấu vết tiền bạc. Không có nghi ngờ gì về việc sản xuất ma túy vẫn tiếp tục với mức độ lớn ở Mexico. Vào tháng 2, Hải quân Mexico đã thu giữ hơn 45 tấn metafetamin tại phòng thí nghiệm ma túy lớn nhất được phát hiện trong chính quyền hiện tại. Phòng thí nghiệm nằm ở Quirigo, một thị trấn ở vùng xa xôi của tiểu bang biên giới phía bắc Sonora. 91.000 phao ma túy đá được phát hiện là hơn một nửa trong số 162.000 phao ma túy mà Mexico đã thu giữ từ đầu năm đến nay. Sản lượng fentanyl cũng rất lớn, tuy nhiên vì đây là loại thuốc mạnh hơn nên khối lượng nhỏ hơn. Một năm trước, binh lính đã thu giữ hơn nửa triệu viên thuốc fentanyl ở Culiacan, tại nơi mà quân đội vào thời điểm đó mô tả là phòng thí nghiệm ma túy tổng hợp lớn nhất được tìm thấy cho tới nay. Quân đội cho biết, các binh sĩ đã tìm thấy gần 630.000 viên thuốc có vẻ là chứa fentanyl. Họ cũng báo cáo đã thu giữ 282 pound fentanyl dạng bột và khoảng 220 pound nghi ngờ là methamphetamine. Lopez Obrador, người đã nhậm chức vào ngày 1 tháng 12 năm 2018, tuyên bố rằng người Mexico có văn hóa miễn nhiễm với chứng nghiện ma túy. Phi trường Paris Charles de Gaulle công bố hệ thống giải quyết hành lý mới trước Thế vận hội. Nhà chức trách tại phi trường Paris Charles de Gaulle vào ngày thứ Ba đã công bố hệ thống hành lý an ninh mới và khu vực giải quyết hành lý chuyên dụng trước Thế vận hội Olympic Paris 2024. Dụng cụ mới này bao gồm một hệ thống máy quét, được thay đổi để cho phép quét hành lý của hành khách chi tiết hơn. Nhờ đó du khách sẽ không phải bỏ những vật dụng như những dụng cụ điện tử, bình xịt hoặc chất lỏng ra khỏi hành lý của mình. Edward Arkwright, giám đốc điều hành của Aeroport de Paris Group, Cơ quan điều hành các phi trường ở Paris cho biết, nếu chúng tôi nghi ngờ về một kiện hành lý, hành lý đó sẽ không rời đi. Chúng tôi muốn một lực sĩ rời đi mà không có hành lý hơn là rời đi với thứ gì đó đáng nghi ngờ. Là cử ngõ đầu tiên đến với Thế vận hội và Paralympic 2024, phi trường Charles de Gaulle sẽ giải quyết hơn 114.000 hành lý từ các phái đoàn và giới truyền thông, đồng thời sẽ nhận được khoảng 47.000 thiết bị thể thao. Phi trường cũng khánh thành nhà máy hành lý không gian có diện tích 10.000 10 m2 để giải quyết thiết bị, hành lý của các đoàn thể thao, rời phi trường sau lễ bế mạc. Sebastian Malosin, giám đốc dự án phi trường cho biết, thách thức lớn nhất là hành lý quá lớn, các vận động viên đi du lịch với tất cả các thiết bị thể thao của họ và không phải là những hành khách bình thường mang theo tới 4 năm tuổi. Họ có các vật dụng thể thao, nhiều trong số đó là quá khổ một tòa án nghe ra lệnh tịch thu tiền trong các tài khoản ngân hàng jp morgan chase ở quốc gia này theo Reuters, ngày 24 tháng 4, phán quyết được đưa ra bởi tòa trọng tài tại St. Petersburg và vùng Leningrad ngày 22 tháng 4. Tòa án tuyên bố ra lệnh tịch thu tất cả tiền trong các tài khoản ngân hàng JP Morgan Chase ở Nga, bao gồm cả tài khoản ngân hàng đại lý và tài khoản được mở theo tên của chi nhánh. Tuy nhiên, tòa không tịch thu cổ phiếu và tài sản do quỹ JP Morgan Chase nắm giữ hoặc tên miền là jp morgan ru các nguồn tin trước đó cho biết, trong số các tổ chức tín dụng của Nga, VTB có khối lượng tài sản bị phong tỏa do lệnh trừng phạt ở mức kỷ lục là khoảng 900 tỷ rúp, là khoảng 9,6 tỷ đô la. Ngân hàng VTB đã đệ đơn kiện lên tòa án Nga vào ngày 17 tháng 4, yêu cầu được lấy lại 439,5 triệu đô la bị phong tỏa ở JP Morgan Chase. Ngay sau đó, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ đã đâm đơn kiện VTB lên tòa án liên bang ở Manhattan, New York để ngăn chặn cố gắng tịch thu mà họ xem là vi phạm thỏa thuận hai bên. Theo đó, các tranh chấp giữa các tổ chức tín dụng sẽ được giải quyết tại tòa án ở New York. Thủ tướng Scholz tuyên bố Đức không chấp nhận hoạt động gián điệp sau khi gián điệp Trung Quốc bị bắt. Đức không chấp nhận hoạt động gián điệp của ngoại quốc và sẽ cố gắng bảo đảm những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra giải quyết. Thủ tướng Olaf Scholz cho biết sau vụ bắt giữ một phụ tá của chính trị gia cực hữu với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào ngày thứ Tư, Thủ tướng Scholz nói thêm rằng các cáo buộc chống lại một chính trị gia và một quan chức của đảng AFG là rất đáng lo ngại. Thủ tướng Anh Quốc Sư Nát cũng nói rằng bảo vệ nền dân chủ cũng là ưu tiên tuyệt đối đối với chính phủ của ông. Anh Quốc sẽ không tha thứ cho bất cứ hoạt động nào làm suy yếu điều đó. Trước đó, theo Bộ trưởng Nội vụ Đức là Nancy Fraser vào ngày thứ Ba 23 tháng 4, cho biết các cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc là rất nghiêm trọng và nói rằng nếu được chứng minh là đúng thì sẽ là một cuộc tấn công vào hiến pháp nội bộ của nền dân chủ ở châu Âu và trường hợp này rất nghiêm trọng. Các công tư viên gọi nghi can Chiang trong một tuyên bố vào hôm thứ Ba và cáo buộc ông ta đã chuyển những tin tức về cuộc thảo luận trong cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu cho tình báo Trung Quốc. Tàu đổ bộ của Nhật Bản sống sót thần kỳ sau 3 đêm giá lạnh trên mặt trăng Tàu đổ bộ SLIM đã phản hồi tín hiệu từ trạm kiểm soát ở trái đất tối ngày 23 tháng 4, và đây là một dấu hiệu con tàu này thức giấc sau một đêm nữa trên mặt trăng. Tàu Slim đáp xuống mặt trăng hồi tháng 1 vừa qua. Nhật Bản ghi danh là quốc gia thứ 5 trên thế giới có tàu vũ trụ, đổ bộ một cách nhẹ nhàng trên vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Sau Liên Xô trước đây, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, tàu Slim nặng 200 kg đã hạ cánh ở một góc nghiêng khiến cho các tấm pin mặt trời của tàu quay sai hướng và do đó không nạp được năng lượng một cách tối ưu vào ban ngày, khi nhiệt độ ở khoảng 100 độ C. Bất chấp những dự đoán bi quan, con tàu nặng 200 kg này đã lập kỳ tích 3 lần hồi sinh sau khi trải qua đêm mặt trăng trong môi trường nhiệt độ là âm 183 độ C, âm 130 độ C và âm 170 độ C. Một đêm trên mặt trăng dài bằng khoảng 14 ngày ở trái đất. Trước đó, xa cho biết tàu Slim không được thiết kế cho những đêm mặt trăng khắc nghiệt như vậy. Cho tới nay, Slim đã đạt được mục tiêu căn bản của nhiệm vụ, bao gồm thử nghiệm công nghệ hạ cánh chính xác, khai triển hai robot nhỏ tự hành, tiến hành một loạt các thí nghiệm khoa học, đồng thời truyền những hình ảnh và dữ liệu từ mặt trăng về trái đất. Trong một thông báo trên X, Chasa đã khẳng định các chức năng chính của Slim vẫn đang hoạt động, bất chấp những chu kỳ thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt, lặp đi lặp lại. Theo JASA, camera của tàu Slim đã tìm thấy một loại khoáng chất có tên olivine trên bề mặt của mặt trăng, để từ đó tiến hành phân tích thành phần của khoáng chất này. Việc so sánh khoáng chất này với các mẫu khoáng chất trên trái đất sẽ giúp đưa ra bằng chứng cho giả thuyết về một vụ đụng chạm lớn, theo đó mặt trăng được hình thành do trái đất va chạm với một hành tinh khác cách đây khoảng 4,6 tỷ năm. Trung Quốc tức giận sau khi Quốc hội Mỹ đồng ý dự luật viện trợ cho Đài Loan. Văn phòng các vấn đề Đài Loan TAO của Trung Quốc ngày 24 tháng 4 đã bày tỏ sự tức giận sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật. Theo Reuters, phát ngôn viên TAO Châu Phụng Liên nói với các ký giả rằng dự luật gửi tín hiệu sai đến các lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan và chúng tôi kiên quyết phản đối điều đó. Bà Châu nhấn mạnh. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ thực hiện những hành động cụ thể để thực hiện cam kết không ủng hộ độc lập của Đài Loan và ngừng trang bị vũ khí cho Đài Loan dưới bất cứ hình thức nào. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, việc gia tăng sự thông đồng quân sự giữa Mỹ và Đài Loan sẽ không đem lại an ninh cho hòn đảo này, việc đó sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột đối đầu ở eo biển Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã nói Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 4 thông qua một số dự luật, trong đó có viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan, sau khi dự luật đã được Hạ viện phê duyệt. Khi gặp các nhà lập pháp Mỹ đến thăm Đài Loan, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đề cập việc quốc hội Mỹ thông qua dự luật. Chúng tôi rất vui mừng vì Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua những dự luật này, bà Thái nói. Trưởng Cơ quan Phòng vệ Đài Loan khâu quốc chính cho hay các lĩnh vực cần chi tiền, chẳng hạn như huấn luyện hoặc trang thiết bị, sẽ được thảo luận với Hoa Kỳ. Tên Việt Nam, ông Trần Quý Thanh, chủ Tân Hiệp Phát, bị đề nghị 9 đến 10 năm tù. Đại diện Viện Kiểm sát ở Sài Gòn đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trần Quý Thanh 9 đến 10 năm tù, Trần Uyên Phương 5 đến 6 năm tù và Trần Ngọc Bích 4 đến 5 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tờ báo trong nước ngày 24 tháng 4 đã dẫn kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng ông Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát phải chịu trách nhiệm chính trong việc chiếm đoạt tài sản trị giá 1.048 tỷ đồng là 42,2 triệu đô la. Nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị tòa tuyên phạt với mức án vừa nêu. Theo đại diện Viện Kiểm sát, có đủ căn cứ xác định từ năm 2019 đến 2020, Ông Thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3% một tháng. Các bị cáo yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án và cam kết bán lại để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lời theo thỏa thuận, bán lại tài sản ban đầu thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại. Bằng hình thức này, ba cha con của ông Thanh đã thực hiện bốn vụ chiếm đoạt tài sản, tổng cộng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, ông Thanh đã chiếm đoạt hai dự án của Minh Thành, Nhân Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh. 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Trung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và hai thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông. Trong vụ án này, ông thanh là người chịu trách nhiệm chính trong các giao dịch trực tiếp làm việc với người vay tiền người môi giới còn trần uyên phương và trần ngọc bích không tham gia thỏa thuận gặp gỡ với các bị hại chỉ nhận tin tức từ ông thanh và thực hiện ký hợp đồng theo lệnh và hoàn tất thủ tục pháp lý đại diện viện kiểm sát đã nhận định về trách nhiệm dân sự thì ông Thanh và hai con gái đã đồng ý hủy bỏ các giao dịch đã ký với những người nạn nhân và nhận lại số tiền đã chuyển cho họ. Riêng việc bà Oanh yêu cầu bồi thường hơn 500 tỷ đồng là 19,6 triệu đô la thiệt hại do mất cơ hội kinh doanh từ hai dự án, ông Thanh không chấp nhận mà đề nghị tòa xem xét theo quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 4, tòa sẽ chính thức tuyên án. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Mến chào hai em Hồng Loan và Bảo Lộc. Mến mộ hai em từ lâu, hôm nay mới có dịp làm quen. Mình tên là Anh Vũ, đang sống ở Canada. Mình muốn tìm hai vợ chồng anh chị thân quen trước ở San Jose, California, năm 1990. Anh tên là Kik, chị tên là Nguyệt Ánh. Trước ở địa chỉ 2509 Brom Avenue, San Jose 95122, số điện thoại cũ là 408 238 đã mất liên lạc với hai anh chị từ năm 1990 khi hai anh chị dọn đi nơi khác. Nếu anh chị có nhận được tin này, xin hãy liên lạc với em qua số điện thoại 604-320-5476 hoặc địa chỉ email kevinkimvõ.ca. Mong chờ tin anh chị, anh cảm ơn Hồng Loan và Bảo Lộc rất nhiều. Bảo Lộc xin được nhắc lại, anh Vũ đang sống ở Canada muốn tìm hai vợ chồng anh chị thân quen, trước ở San Jose, California năm 1990, anh tên Khích và chị tên là Nguyệt Ánh, trước ở San Jose, số điện thoại cũ là 408 238 0764. Đã mất liên lạc, nay anh chị có nghe tin này hoặc ai biết anh chị đang ở đâu, xin hãy liên lạc qua số điện thoại 604 320 5476 hoặc địa chỉ email kevinkimvõ.yahoo.ca Bảo Lập và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, kính thưa quý vị quý vị muốn tìm người thân hay là bạn bè xin hãy email cho lan lộc qua địa chỉ email hồng loan bảo gmail com nha quý vị hoàn toàn miễn phí hết à, bữa giờ thì à, nhiều khi bận rộn quá quên nhắc địa chỉ email đến với lại quý vị và quý vị nhớ khi email cho lan lộc thì nhìn kỹ tên người tìm tên người được tìm, số điện thoại của người tìm để liên lạc cho dễ cũng như là địa chỉ email phải rất là chính xác nha quý vị. Còn nữa, khi mà có tin vui, hãy nhắn tin cho Lộc và Loan cũng qua địa chỉ này và nhớ ghi cái từ đề là tin vui, tin vui, tin vui để cho Lọc với Loan dễ kiếm. <laughs> rồi, ngày hôm nay, uh... ủa, cuối tuần rồi Loan ơi, lẻ quá vậy. Sáng thứ năm cuối tuần rồi. Ủa thứ năm à hả? Ừ. Chưa. Ngày mai cuối tuần, ngày mai thứ sáu. Có livestream à? chiều ngày mai thứ sáu lộc và loan cùng với anh jd sẽ có một buổi livestream nhỏ nhỏ để gặp gỡ quý vị tam ca bất chấp trở lại với chủ đề những ngày xưa thân ái à, quý vị hãy yêu cầu những bài hát đó là những bài hát mà nhạc vàng nhạc vàng những ừ. nhạc xưa những bài hát nhạc xưa mà được yêu thích à, và những ngày xưa thân ái là cũng là một cái giai điệu bolero rất là hay ừ. rất mong quý vị yêu cầu để tam ca bất chấp gửi đến quý vị những bài hát thật hay của ngày xưa Nhóm Tam Ca sẽ tiếp tục bất chấp tiếp <laughs> Rồi ngày hôm nay Loan làm muốn làm gì đây? Có gì mới không? Ờ à, có một cái bài thơ. thơ Một bài thơ được sự giúp đỡ Một Đấy. bài thơ nói về Sự thật của cuộc đời <laughs> Căng vậy Đó là tiền Tiền hả? Tiền nhiều để làm gì? Nghe bài thơ này đi rồi biết <laughs> Còn tiền Vợ nói liếu lo hết tiền thì vợ hét ho suốt ngày còn tiền vợ hiền như nai hết tiền vợ mắng như nài quản dôi còn tiền nhỏ nhẹ hẳn hoi hết tiền vợ réo như còi quả xa còn tiền thì vợ hiền hòa hết tiền vợ giữ như là chằn tinh còn tiền vợ gọi anh anh hết tiền vợ gắt như chanh không đường còn tiền tình thương mến thương hết tiền vợ đạp lọt giường như chơi <laughs> sự giúp đỡ hả bảo lộc hả? cái này đâu có đúng với bảo lộc hả không đúng với bảo lộc đúng như nhiều người lắm có tiền đâu mà còn với hết bởi vậy bởi vậy rớt giường hoài bị lọt giường hoài nhưng mà hồng lan vẫn rất là dịu dàng ngọt ngào thì có bao nhiêu tiền giữ hết không ngọt sao được <laughs> Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.